tạm giữ 7 người vụ phụ huynh mang súng đi giải quyết mâu thuẫn cho con. Thấy con bị bạn đánh và nói chuyện với đối phương bất thành, người đàn ông ở Bình Dương rủ nhóm bạn mang theo súng và hung khí đi trả thù. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chiều nay, mùng 3 tháng 4, cho hay, đơn vị này đang tạm giữ đối với Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1985, ngụ Bình Dương và 6 người khác để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, vào ngày mùng 1 tháng 4, con gái của Tùng và con gái của ông VTB, ngụ phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, xảy ra đánh nhau do mâu thuẫn từ trước. Thấy các con đánh nhau, hai bên gọi điện thoại nói chuyện để giải quyết nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau. Bực tức, Tùng gọi rủ thêm một nhóm bạn mang theo súng và nhiều hung khí như kiếm, dao tự chế, gậy sắt tìm đến nhà ông B tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát để giải quyết. Tại đây, Tùng kéo cửa cổng yêu cầu ông B ra ngoài nói chuyện, còn nhóm bạn ở ngoài chờ tiếp ứng nếu có đánh nhau. Tuy nhiên, khi hai bên chưa kịp xảy ra ẩu đả thì bị lực lượng công an phường Hòa Lợi ngăn chặn, thu giữ hung khí. Nhóm người này sau đó đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng Tùng đi giải quyết mâu thuẫn cho con, số hung khí trên do cả nhóm chuẩn bị để hỗ trợ Tùng.